Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt. Thì hôm nay là ngày đầu tháng 7 tháng 11. Em xin phép cập nhật chính sách giá của Tucson. Thì như anh chị đã biết thì chính sách hỗ trợ giảm thuế trước bạ của nhà nước đối với những dòng xe lắp ráp trong nước sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2023. Vì vậy chỉ còn hơn một tháng thôi là cái chương trình khuyến mại thuế trước bạ sẽ kết thúc. Và cái thuế trước bạ của một chiếc xe như Tucson thì cũng khá là lớn, nó rơi vào tầm độ khoảng 40 đến khoảng 50 triệu. Thì nó là một khoản anh chị quan tâm. Thì hôm nay em xin phép cập nhật chính sách giá để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe Hyundai Tucson, một trong bốn phiên bản, những phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản xăng đặc biệt, phiên bản dầu đặc biệt và phiên bản xăng turbo. Lựa chọn cho mình một chiếc xe có thể để đi vào dịp cuối năm rồi dịp Tết cũng như là đi tránh rét khi mà mùa đông đã đến rồi. Thì hôm nay em xin phép báo giá cho anh chị. Thì Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn hiện tại bên em đang được bán mức giá là 755 triệu, giảm khoảng 14-15 triệu so với giá niêm yết. Thì phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị đó là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Và cái giá lăn bánh của chiếc Tucson bản tiêu chuẩn thì đâu đó chỉ vào khoảng hơn 800 triệu một chút. Màu xe thì bên em có sẵn màu trắng, màu đỏ và màu đen. Phiên bản Tucson xăng đặc biệt trước mặt em đây, bên em cũng sẽ có sẵn những cái màu như là màu đỏ này, màu trắng. Và giá lăn bánh của chiếc Tucson phiên bản xăng đặc biệt này tại tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang thì là đâu đó khoảng 890 triệu. Phiên bản dầu đặc biệt thì hiện tại bên em cũng có sẵn những cái màu như màu đen và màu trắng. Thì giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó cho quý anh chị khoảng hơn 900 triệu. Và phiên bản xăng turbo cũng sẵn những màu như là màu trắng này, màu đen. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó rơi vào khoảng là 950 triệu. Và điểm nổi bật của Tucson phiên bản xăng đặc biệt trở lên thì có những cái công nghệ nổi bật trong phân khúc như là hệ thống Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense thì sẽ có những cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động SCC, hỗ trợ phòng tránh phương tiện va chạm phía sau, va chạm phía trước, và camera 360 độ cũng kèm cảnh báo điểm mù trên gương. Đó. Trên Tucson phiên bản đặc biệt này thì sẽ có những cái trang bị tiện nghi là hệ thống Hyundai Smart Sense và hệ thống thông gió, sưởi ấm và làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, hệ thống đèn full LED, rồi là hệ thống camera màn hình đa thông tin cũng như là màn hình giải trí trung tâm với kích thước 10,25 inch. Ở đây là hoàn toàn những cái phím bấm cảm ứng được tích hợp cho hệ thống điều hòa, rồi hệ thống bản đồ cũng như là định vị giải trí của Hyundai Tucson. Tất cả các phiên bản của Hyundai Tucson thì đều được trang bị đó là phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold cho quý khách hàng, quý anh chị. Trên phiên bản từ xăng đặc biệt trở lên thì cũng được trang bị đó là sạc không dây, rồi camera 360 độ. Loa của chiếc xe này thì được trang bị đó là 8 loa bâu và phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị đó là 6 loa thường. Hệ thống túi khí của xe thì được trang bị là 6 túi khí, bao gồm là 2 túi khí bên lái và bên phụ, rồi có 2 túi khí bên hông của hàng ghế phía trước, cũng như 2 túi khí dọc là túi khí rèm. Đó. Tucson thì nó có cái khoảng sáng gầm xe khá là tốt với khoảng sáng khoảng 18 cm, với chiều dài cơ sở rơi vào khoảng 2m755 thì cho quý khách hàng có một cái trải nghiệm hàng ghế sau cũng như hàng ghế trước có khoảng khách rộng và có độ ngả lưng ghế tốt, đó, giúp cho quý anh chị có những cái chuyến hành trình dài nó được thoải mái, thư giãn sau những ngày làm việc cũng như là những cái chuyến hành trình đi chơi xa, thì giảm được những cảm giác mệt mỏi. Cửa gió điều hòa cũng được trang bị cho hàng ghế phía sau. Đến với phần cốp sau thì phiên bản đặc biệt, xăng đặc biệt, dầu đặc biệt và xăng turbo thì được trang bị đó là cốp điện. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị đó là cốp mở bằng tay.
Cốp điện này thì có tính năng là hỗ trợ chống kẹt và có nhớ vị trí, cũng như là có những cái thao tác mở cốp rất là linh hoạt và tiện lợi. Đằng sau phần cốp này thì Tucson cũng được trang bị với cái thể tích cốp rất là lớn, với kích thước với cái thể tích đâu đó khoảng gần 600 lít, và có những cái cổng sạc tiện lợi 12V 180W. Đó, loa được trang bị, đó là loa cho hàng ghế phía sau. Hỗ trợ chính sách trả góp thì bên Hyundai bọn em cũng đang có chính sách hỗ trợ rất là tốt, đó là anh chị có thể vay đến tối đa 80% giá trị xe với lãi suất rơi vào khoảng 0,63-0,64% trên tháng, và những cái năm tiếp theo đi thì nó rơi vào khoảng 0.7-0.8, và có những cái gói lãi suất cố định ưu đãi cho khách hàng. Thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình thì em có thể tư vấn rõ hơn về giá xe, về chính sách hỗ trợ lãi suất trả góp. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi, xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.